Yo, hello nha, chào người nha, chào quay trở lại với channel của mình là thuộc từ đường phố đây giống người nha. Chúng nhiều bước giây thoải mái và thư giãn xem clip của mình. Các bạn thấy video của mình hay và đừng quên để mình một like, share, anh thoải đăng ký kênh nha, đăng ký không phải mình xin cảm ơn rất nhiều. Quay trở lại video ngày hôm nay thì trước khi bắt đầu video thì chúng em một buổi sáng vui vẻ ăn cơm miệng và xem video mình cách vui vẻ nhất. Ngoài ra thì vấn đề về Evan và thời tiết bạn xuống phần comment xem giúp mình nhá, xin cảm ơn. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với S279 nha anh em nhá. Đến với con nạc VIP 10 level 344 anh em, hiện giờ đang đứng top 4 server anh em. Đấy, với tổng lực chiến lên đến 33 triệu. Đấy, hình ảnh top 8, thu cưới thì top 7 và PK top 4 anh em. Hôm nay thì chúng ta qua đây với một điều vô cùng đặc biệt, đó là sẽ đi review về dòng DN Mark anh em. Đây, dòng DN Mark một thế hệ mới anh em. Ở đây con nào của bạn chủ thì khá là nhiều DN Mark anh em. Chúng ta sẽ cùng sâu qua về phần túi đồ, sau đó thì mình sẽ dàn bét anh em nhé. Và con bét hôm nay được quay sẽ là cháu nào đây? Về phần túi đồ trước anh em, quay đây là sự tích của Raikou DN Mark này, 168 mảnh hộ ô à. Ô sắp đủ hộ ô bá chủ đâu nữa. Quẩy xương giết khăn dư nhiều nhờ. Ai chà, cũng được của nó đây anh em. Dư giết cũng được chứ. Dư khá là nhiều đấy các bạn, chứ không phải là không đâu. Để xem tiếp nào. Quẩy 3k3 đá mega anh em. Hôm nhạc này ở server cũ không đúng thôi anh em. 610 đèn bí đỏ này. Đá này. Ok, quái vật của ngày hôm nay chúng ta đó chính là một siêu phẩm mà chắc là nhiều anh em đã từng biết, Raikou anh em. Hồi trước mình từng review của anh Hùng và mình có một video tiến cấp cho cháu nó đâu Hoàng. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ review ở một phiên bản khác anh em, với tổng lực chiến đến 16 triệu anh em nhé. Một cháu Raikou DN Mark siêu to khổng lồ. Để nói về độ siêu to của cháu nó thì chúng ta phải để cho cháu nó bò ra đường đây, anh em mới thấy này. Đó, các bạn có thấy cháu nó to không ạ? Để bảo không đi ạ. Để bác nào bảo không thì giơ tay của em cái. Đây, nhìn thấy chưa, nó to đến có độ mà nó quằn nhằng 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 này. Trời ơi, nhìn nó bay đẹp thật sự đó anh em. Dây thì bay đẹp rồi nhưng nó độ to của nó thì siêu khủng luôn anh em. Uầy, trời ơi, hết map luôn anh em, một phát hết map luôn ạ. Uầy, ở đây bác chủ cũng có cháu Lura bá chủ anh em, DNC. Đấy, DNC kích hoạt DN Mark, quên, kích hoạt Pro 34 rồi anh em. BY cũng vậy. Đấy, BY cái này sao nó cứ báo sáng vậy? À, lâng anh em, lâng à. Rồi cháu quay quay chưa kích à? Quay chưa kích hoạt anh em. Quay đủ rồi nhưng mà chưa kích hoạt. Mới là có kích hoạt không? Chắc có chứ, chắc từ từ anh em, chắc từ từ đợi từ từ đấy. Quay nhưng nói chung là cũng ra gì vậy này, nó phết đấy các bạn. Xem độ này. Quay chất lượng xịn tròn bò rồi anh em. Quay sâu qua cái túi rồi, nhìn là thấy phê rồi anh em. Đấy, chưa đang rảnh này thì mấy bữa nay mình nói là mình đang bận làm cái nhà cái bếp anh em, sửa nhà bếp tí thì là đang ngồi ăn cơm thì bác chòa có nhắn tin bảo anh ơi hình này anh có review dòng DN Mark không, mình cũng đang thiếu tiêu đề các bạn có em. Thế là em đã bảo là em ném qua cho anh quay nhớ. Ừ ok, đấy thì là em nó ném qua anh em. Ngoài ra thì bác nào có cháu DNC là mấy dòng DN Mark còn lại, cháu nào bạn nào có thì có dòng thì cho mình mượn nhá. Facebook có để phần mô tả luôn, cảm ơn rất nhiều. Facebook mình là Trang Hiếu nha anh em, nhớ xem kỹ nhé, không lại lộn. Mấy bữa nay có tình trạng ND nó đã quên mất hôm bữa và thông báo mình quên thông báo anh em. Mình có đăng ở bên group của kênh tổng từ đường phố rồi đấy. Và mấy anh em trên group chẳng biết rồi. Có tình trạng là bữa nay đang có một vài thanh niên là thích đi ND anh em. Khá là thích đấy, toàn đi mạo danh mình xong đi lừa đảo anh em. Đó. Ui. Khi DN Mark tồn tại sẽ tăng cho bet 10% sát thương, triệu tiêu gì? Triệt tiêu 20 sát thương phải chịu trong 2 lượt đầu. Sau khi tan vỡ sẽ hồi cho bản thân 25% HP anh em. À, đây rồi. Đây rồi anh em, cái vụ đái xếp lưng cái này à. Giờ rồi đây anh em. Đây. Cái này giờ nó nằm ở vị trí nào vậy? Gen không có, hóa không. Huấn luyện, tăng đặc tính không nói. Phụ kiện Robin, cái này Robin không nói anh em. Skin, bí thuật. À, bây giờ lại còn nằm riêng một góc thì nữa anh em. Quay mà con này mở lên tận tầng 2 này. Cũng được của nó đấy các bạn, ra gì và này nọ phết. Đây chúng ta còn có DN Mark ở đây nữa anh em. Ui tính ra giờ nhiều cái skin nó dày nhờ, nhiều hơn với hồi trước anh em. Đây bán chuột đang dùng cái là mưa sao băng à. Cứ gọi thế anh em khi bắt đầu xóa hiệu quả hồn hộ vệ ngon anh em, nói chung là đỉnh. Vào DN Mark coi anh em, từ từ để mình xem nào. Khỏe mạnh có nộn các bạn, bet vào phần bet
một cháu mở khóa, hai cháu mở khóa, mình mở khóa ra tí bạn cho khóa lại nhá. Cảm ơn nhiều. Đi xem tí thôi các bạn, đâu đâu rồi đi xem tí anh em. Ui. Hình ảnh. Đây skin anh em, đây skin cho nó này. Mà con này skin nó dùng cái gì vậy? Mình chưa chưa thấy luôn, xem nào. Bữa trước skin nó nằm ở đâu ta? Mình nhớ bữa lần điên mắc nên nó có skin riêng nữa mà, nó có một cái skin riêng các bạn, mình không nhớ nó nằm chỗ nào. Thôi ra trận anh em, ra trận cho dễ thấy nhá. Đổi nào, đem bay lên đây. Đem bay lên đây cho Victini và nữa anh em 29 triệu. À, có kết bạn với anh em trong server không? Đấy 20 triệu này các bạn này, ra trận đè nhau đánh nhau phát là biết ngay, skin cho nó ra sao ngay. Ui, nấu nắm rồi mới đựng được động một quái vật siêu to khổng lồ anh em. Đá thật sự luôn ạ. Đây đây đây, kin của cháu nó đây anh em. Đây, tạo sát thương crit hệ bay tăng 20% crit cho bản thân kéo dài 2 hiệp. Không thể bị xóa, hút thêm 50% độ sau khi dùng có thể hành động liên tục. Ngon các bạn, nói chung là ngon. Chắc đánh tem này đủ để dùng đấy các bạn, vì mất 3 lượt mà, 3 lượt hồi anh em. 3 lượt hồi thì mới dùng được chứ không phải là không. Một lần. Rồi xong hết ván đấu rồi anh em. Nhanh quá. Còn chưa kịp làm gì hết. Nhưng mà cái kit này nó đánh cũng hay lắm nên lấy hai móng tay nó cào nhẹ cái là hết à. Bữa mình test một lần rồi thì phải, mình nhớ không? Mình nâng điên mác mà, mình hát nhớ video trên kênh này anh em cho chia sẻ này, kích lại cho kênh mà xem. Bữa à, anh khùng đó. Ok. Choáng à. Thế là chúng ta có thêm lượt rồi anh em. Vậy là có khả năng là xéo. Bay màu luôn các bạn. Cay nhờ. Thử giáp tem hy sinh lên coi anh em. Để đi, để mình đẩy tem hy sinh lên. Nếu mà tem hy sinh lên thì có khi nào còn ăn được các bạn. Ở đây arc này chắc chắn là có tem hy sinh rồi anh em. Arc này có mấy tem hy sinh? Có mấy có cháu? Có 3 cháu hy sinh thôi anh em. Đây rồi, ok. Hết một hy sinh. Hai sinh, ok, cũng ổn rồi. Vậy vào đây vấy hy sinh nữa anh em, đánh tem 439 triệu, 40 triệu được chiến. Càng đây trận này càng đây. Rồi, ăn được hy sinh rồi anh em. Đấy, ăn được hy sinh rồi. Đấy, cứ việc đánh. Một lần. Mới có đủ để dùng. Ui này vẫn đau quá các bạn, đánh đau quá, chịu không nổi nhiệt các bạn. Căng thế nhờ. Thế này là không ổn rồi. Thử nên đấu PK phát coi anh em. Bác chủ cũng không tích niên nên là thoải mái. Mình chỉ sợ mấy anh em tích niên thôi. Tích niên là không test được à. Đây đi tem này cũng được. Ok, mình sẽ thử đi bắt cặp coi anh em, xem là có dùng được. Ui dồi ôi. Bắt cặp này gặp bạn được chiến thấp quá các bạn. Không thể đủ để mà dùng skin điên mát được nữa cơ. Con dây cho lại khỏe quá anh em. Cháu dây lại khỏe quá, giờ làm sao mà dùng điên mát được. Phải dùng được điên mát thì mới test được chứ. Để vớt hết đi anh em. 17 triệu 17 triệu được chiến đúng không. Quánh tem wow. Bác này vừa lấy 20 triệu lại đổi team rồi. Ở đây này anh em này, ở đây rất nhiều bác được chiến ham thấp lắm này, thoải mái test đây. Giờ vá thử tem 28 triệu anh em, có khi đủ thời gian để dùng skin đấy. Mất 3 lượt anh em, chứ phải đủ 3 lượt để cho Zykora nó hồi đủ cái skin lên thì anh em mới có thể đánh được. Còn nếu không là sẽ không thể dùng được. Một lượt. Nửa cây máu rồi. Cắn đi, thật hai đi cắn đi anh em. Hai lượt. Ô xong thế, không đến hồi nhỉ. Không đến hồi skin anh em. Ô vấn đề gì vậy? Sao không theo kin ta? Đây đây rồi, đây rồi anh em. Đây rồi. Uầy có kịp không trời. Lại phải về ghép tem vào anh em. Vào đánh team 28 triệu này là chắc đủ khả năng để dùng skin luôn đây anh em. Đủ thời gian. Tầm gió hy sinh Victini vào anh em. Để cho Victini vào. Vào đánh lại tem 28 triệu này.
Có Victini đi theo nó hỗ trợ thêm 50% sát thương nên là cháu dây của mình nó về cũng hơi khỏe anh em. Lần này không test được thôi nhá, chịu với anh em. Cái lần này mà không test được nữa anh chịu nhanh anh em thông cảm nhá. Mình sẽ cắn từng cháu một. Một lượt. Hai lượt. Ô có bộ hô luôn à, khỏe nhờ. Geta có cả hô luôn anh em. Đấy, trông thế mà quay con quay bên đội bạn trông thế chứ xịn sò lắm đấy anh em, đùa đâu. Vậy đây, hạ từng cháu một. Rồi nó tính như nào đây, mình cũng chẳng hiểu nó tính như nào luôn các bạn. Xem nào. Rồi ok, đủ một cọc nữa rồi anh em, một lần nữa thôi. Còn một cọc nữa thôi là đủ rồi anh em. Úp máu lên nào. Chúng ta còn một cọc nữa thôi là chúng ta có thể sử dụng thực ký điên mác rồi anh em. Thế nên test video lại không dùng được. Kích hoạt thực ký điên mác anh em, xem nào. Ôi trời. Đúng như mình nói luôn các bạn thấy không? Nhưng mà nó sẽ gây ra cái hiệu ứng báo ở dưới chân cháu của cháu nó đây anh em này. Nó sẽ bốc sau khi hết cái báo này, nó sẽ hồi máu như các kiểu cho cháu nó anh em, 25% máu cũng như các thứ đấy các bạn. Nói chung là cái điệt tuyệt ký điên mác này trông thế thôi chứ nó cũng ra gì và lại lọ phết anh em. Ok nhưng thôi, tình hình chắc video này mình cũng xin phép kết thúc đây thôi nha anh em. Hẹn gặp các bạn ở tiếp theo. Anh em thấy thích thì hãy comment sau mình sẽ test lại cho anh em. Bây giờ chỗ mình nó hơi ồn. Quay video không nổi nữa rồi. Nên là hẹn các bạn ở tiếp theo nhá. Bye bye.